sử dụng humic Hoa Kỳ mà độ pH nó đã thay đổi rất là nhiều ha. Quanh thấy rất là tuyệt vời nha bà con nhé. Rồi bây giờ quanh phải cất cái máy này đi, còn nếu không là để đây họ quanh tưới luôn. Rồi ngày hôm nay thì giống như lúc nãy, thể theo lời yêu cầu của anh chủ vườn là ảnh muốn cho cây sung hơn nữa, cây gì so với lỗi với một cây 3 tháng tuổi mà ổ ruby như vậy thì đã rất là sung, nhưng mà anh muốn sung hơn nữa. Xin chào quý bà con, mình là Quanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay Quanh xin được phép mời quý bà con chúng ta cùng đi tham quan một cái vườn ổ ruby với Quanh. Và anh này thì anh rất là thiện chí nha, anh gọi điện thoại trên số hotline không biết bao nhiêu lần rồi, thì ngày hôm nay mới tiện cái tuyến đường đi ngang gặp ảnh. Và anh trồng ổ ruby khá là nhiều, anh trồng cũng hơi khích một xíu nhưng mà Quanh nghĩ không sao, tại vì ổ ruby khi chúng ta làm trái thì chúng ta cũng sẽ con tàn hết, làm cho cái trái ổ ru cây ổ ruby nó sẽ nhỏ lại. Tuy nhiên chủ đề ngày hôm nay thì Quanh sẽ giải đáp thắc mắc trước hết là cho anh chủ vườn là ổ ruby chăm sóc làm sao để cho cây nó sung, nó phát triển mạnh. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta tỉa cành tạo tán cho cây ổ ruby làm sao. Thì cái vườn ổ ruby này anh đã gọi điện thoại lên tổng đài của siêu thị cây giống và đã sử dụng humic Hoa Kỳ cũng như siêu vật đọt một thời gian và thấy cây bắt đầu nó phát. Tuy nhiên là chúng ta thì ai cũng thao la đúng không? Nên là chúng ta muốn là anh muốn là cái cây giờ anh muốn phát hơn nữa, anh muốn làm trái sớm hơn nữa. Tại đợt Tết là anh trồng những vườn này để anh chơi thôi chứ cũng không phải làm kinh tế, nhưng anh cảm thấy rất là thích thú khi mà sử dụng cái phương pháp chăm sóc cũng như cây giống phía bên siêu thị cây giống thì thấy nó phát triển rất là ok. Thì em cũng rất là cảm ơn anh vì cái sự gọi là sao ta, sự tin tưởng của anh dành cho siêu thị cây giống. Nhưng mà anh là ngày hôm nay xuống là tưởng anh có việc gì, nhưng mà thật sự là anh muốn cây ổ nó phát hơn nữa. Thì Quanh sẽ chia sẻ với bà con, khi mà chúng ta sử dụng humic Hoa Kỳ và siêu vật đọt thì cây đã rất là phát rồi, nhưng mà nếu phát hơn nữa thì chúng ta có thể nâng cấp cái dinh dưỡng cho lá và rễ bằng cách chúng ta sử dụng cái loại phân bón cao cấp hơn, đó là siêu dưỡng cây, phân bón cao cấp siêu dưỡng cây của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, nguyên liệu hoàn toàn nhập khẩu. Thì khi đó sẽ giúp cho cây của chúng ta phát triển vượt trội hơn rất là nhiều so với cái việc chúng ta sử dụng humic Hoa Kỳ và siêu vật đọt không. Nhưng mà đã sử dụng humic Hoa Kỳ và siêu vật đọt anh thấy đã rất là ok rồi, nhưng mà anh muốn vút lên tầng mây luôn giống như Tề Thiên Đại Thánh, thì Quanh sẽ thay đổi phương pháp cho anh bằng cách sử dụng siêu dưỡng cây. Nhưng trước hết thì Quanh sẽ kiểm tra lại vườn một chút xíu xem là tình hình đất đai của anh như thế nào. Miếng này là miếng ruộng vừa lên ha, thì Quanh sẽ kiểm tra chỗ này nó không có chỗ nào, hình như lâu quá không tưới nước hay sao vậy ta. Chúng ta sẽ sử dụng cái thước đo độ pH để chúng ta kiểm tra độ pH của đất xem như thế nào. Chỗ này nó khô quá, cái độ pH mình phải cắm ở chỗ ấy phận lên. Cái này nó không có độ ẩm rồi sao? Cắm nào chứ, cắm là tọt nó đi, nó ẩm nó, vuốt vô đi, vuốt vuốt cái chết chết chết. Sợ nó không chính xác thôi. À, ok được rồi đó. Rồi, em anh nghĩ là sau một thời gian anh sử dụng cái humic Hoa Kỳ cùng với siêu dưỡng cây thì với lại phi vọt đọt thì humic Hoa Kỳ thì cái chất đất của anh cũng đã nâng cái độ pH lên rất là nhiều. Trước khi mà chúng ta định kỳ là 7 đến 10 ngày chúng ta sử dụng dinh dưỡng cho rễ và cho lá một lần. Còn cung cấp dinh dưỡng cho đất thì chúng ta có thể cung cấp bằng phân gà hoặc là phân hữu cơ là 30 ngày chúng ta cung cấp một lần, đó là dinh dưỡng cho đất. Còn siêu dưỡng cây humic Hoa Kỳ là dinh dưỡng cho lá, còn dinh dưỡng cho dinh dưỡng cho rễ, còn dinh dưỡng cho lá và dinh dưỡng cho cành thì chúng ta sử dụng phun siêu dưỡng cây hoặc siêu vật đọt ha, thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Thì bà con có thể thấy đây là kết quả của việc sử dụng humic Hoa Kỳ cùng với siêu dưỡng cùng với là siêu vật đọt, thì bà con thấy cây cũng rất là tốt. Và Quanh cũng đã hướng dẫn anh cái cách là sửa tàn tạo tán nó như thế nào, cây cũng đang rất phát triển rất là tốt. Ở giai đoạn là khoảng mới có 3 tháng mà cây đã như thế này thì Quanh thấy rất là tuyệt vời và anh cũng rất là hài lòng. Tuy nhiên anh muốn vượt bậc hơn nữa, thì ngày hôm nay trước khi mà cho nó vượt bậc hơn nữa thì Quanh sẽ tiếp tục tỉa những cái cành mới xuất hiện để mà cho cái cây, những cái cành này nó đâm. Nè bà con thấy những cành này nó đâm vào bên trong thì chúng ta cũng cắt bỏ đi làm cho cái phía trong nó thông thoáng hơn ha bà con ha. Chúng ta cũng không để làm gì nha. Cắt, quên, cắt liên tục mà quên. Cắt giữa cái đoạn mà hóa gỗ. Cắt giữa cái đoạn mà hóa gỗ, tức là đoạn màu nâu nâu á với cái đoạn non thì chúng ta sẽ cắt đi nha bà con nha. Nè bà con thấy đây là cái dấu mà các anh đã bỏ những cái trái đi nè.
Được chưa? Chúng ta là anh mấy anh thấy trái mà anh bỏ đi, chứ anh mấy anh không cho để trái này, cây này nó sung quá, mới 3 tháng mà nó mới đã chịu cho trái như vậy là nó quá giỏi rồi đúng không? Rồi chúng ta Cái sẽ cuốn trái này. cắt bỏ cái cuống trái đi. Đó, thì chúng ta sẽ làm cho cái cây của chúng ta gọi là thông thoáng hơn, để quanh coi cái lá phía dưới coi có cái lá nào mà nó ấy không. Nè, chẳng hạn như những cái lá này thì bà con cũng tuốt bỏ đi ha, để mà chúng ta lại bỏ đi, để mà chúng ta tập trung cho cái phần ở trên, làm cho thông thoáng cái phần dưới nữa. Chúng ta nhiều khi chúng ta quên á, chúng ta tập trung cho cái phần trên mà phần dưới ồ nó bầy hầy thì cũng không được gì ha. Chúng ta cũng lại bớt giùm em nha. Đó. Ai, thông thoáng rồi đúng không? Anh coi giùm em độ pH đi. Này bà con thấy không? Đây là đất ruộng mới lên mà mới có sử dụng khoảng 2 tháng nay, tại anh mới về thì anh cũng chưa có tưới liền. Anh cũng tâm sự thiệt chứ không có xào xạo đâu nha, mới sử dụng 2 tháng nè. Chất đất mà khi mà mới lên ruộng thì nó rất là phèn, mà bây giờ bà con có thể thấy là nó lên khoảng 6.2, điều này là cũng là một điều rất là tốt cho cái chất đất ở đây. Nhờ sử dụng humic Hoa Kỳ mà độ pH nó đã thay đổi rất là nhiều ha. Quanh thấy rất là tuyệt vời nha bà con nhé. Rồi bây giờ quanh phải cất cái máy này đi, còn nếu không là để đầy hồ quanh tưới luôn. Rồi, ngày hôm nay thì giống như lúc nãy, thể theo lời yêu cầu của anh chủ vườn là ảnh muốn cho cây sung hơn nữa. Cây gì so với lỗi với một cây 3 tháng tuổi mà ở Ruby như vậy thì đã rất là sung. Nhưng mà ảnh muốn sung hơn nữa thì quanh sẽ thay đổi, nâng cấp cái phân cho rễ bằng một cái loại phân bón cao cấp, đó là siêu dưỡng cây của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ. Cây này, cái loại này nó sẽ giúp cho cây sung mãn, tăng năng suất, cành mập khỏe và lá xanh dày. Lá xanh dày cành mập khỏe nó có ý nghĩa là giúp cho cái cây nó khỏe mạnh và nhanh cho trái hơn. Và thành phần của siêu dưỡng cây nó rất là đặc biệt ha bà con ha. Ở đây là nó có axit fulvic, nó có amino acid, nó có cái này đọc thì dài dòng. Nó là thuộc về cái từ chuyên môn của các anh chị trong ngành phân bón rồi. Tuy nhiên, công dụng của nó sẽ giúp cho cái cây của chúng ta, quên thấy có một con sâu. Sâu công dụng của cái bạn siêu dưỡng cây nó sẽ giúp cho cái cây của chúng ta phát triển vượt trội hơn bằng cách giúp cho cái rễ khỏe mạnh hơn, tăng hệ lông hút của rễ, làm cho các cái rễ cám vươn dài hơn để hút chất dinh dưỡng từ đất mẹ tốt hơn, và đồng thời là nâng độ pH của đất, nâng chất đất, làm cho đất tơi xốp hơn bằng cái thành phần đặc biệt đó chính là rong biển. Nên là khi mà chúng ta sử dụng siêu dưỡng cây sẽ giúp cho bộ rễ của cây phát triển một cách vượt trội, khỏe mạnh, từ đó giúp cho cây phát triển vượt trội. Lưu ý là chúng ta vừa tưới ở dưới và vừa phun ở trên. Còn khi bà con sử dụng humic Hoa Kỳ thì chúng ta tưới humic Hoa Kỳ ở dưới rễ và chúng ta phun siêu vọt đọt ở trên nhé bà con nhé. Và định kỳ nhớ, định kỳ chăm sóc sâu. Cái này là chắc em nghĩ là anh lâu rồi anh không phun thuốc sâu nên là này hữu cơ dữ lắm, sâu nó mò tới một con sâu màu vàng. Rồi bây giờ quanh sẽ lấy nước để mà pha thực tế cho anh xem luôn. Hơi nhiều á. Này chơi luôn, trồng luôn cả bầu bí mướp này, chuẩn bị ăn Tết ha. Rồi, cái này á là nàng can 5 lít. Can 5 lít này thì chúng ta sẽ pha với lại 2.000 lít nước. Cái này là quanh thực tế thì quanh sẽ pha với khoảng 10 lít nước. Thì một bình 16 lít nước khi chúng ta pha, chúng ta phun thì chúng ta sẽ pha hai nắp, tức là 40 cc cho một bình 16 lít nước. Cái này khoảng 10 12 lít thì quanh sẽ pha khoảng và một nắp một chút nha bà con ha. Trước khi sử dụng, nãy quanh vừa làm động tác lắc đều thì bà con cũng nhớ làm như vậy luôn nhé. Đây là dạng dinh dưỡng cô đặc, bà con thấy nó rất là đậm đặc. Này là hữu cơ nên bà con có pha dư một xíu cũng không sao, nhờ dư xíu nó phát triển thần tốc. Anh lại nói là tha kìm nó lại nữa thì chết em. Rồi sau đó chúng ta sẽ là gọi là khuấy đều lên vừa đủ đỡ tốn tiền. ha. Anh đang muốn phát triển thần tốc mà ử. Này chắc thấy chắc Tết vợ về hay sao anh để làm lập công hay sao phải không? Vậy bây giờ chúng ta tưới ha, tưới xung quanh gốc bằng cái vô hỗn hợp dinh dưỡng siêu dưỡng cây. Tưới lại lại ra ngoài giùm em, tại vì cái rễ nó đã ăn ra phía bên ngoài rồi.
Rồi còn cái này anh sẽ sử dụng bình xịt, chiều chiều mát mát đó anh sử dụng bình xịt, anh tới định kỳ phun thuốc sâu rồi nó tạm thấy có sâu rồi. Anh sẽ xịt ở trên lá để làm dày lá, dày cành ha. Nhớ là xịt luôn cả cái phần thân ở bên trong như thế này để cho cái cành nó dày và nó khỏe lên. Cây như thế này đối với em là một 3 tháng tuổi thì nó rất là tốt. Tuy nhiên anh muốn phát triển hơn nữa thì đây là cách để giúp cho cây phát triển vượt trội hơn thì anh có thể áp dụng. Và em tin là khoảng 1 tháng sau thì anh sẽ thấy cái điều khác biệt rất là lớn so với cái khu vườn của mình hiện tại. Chúc anh gọi là thành công với cái quyết định vượt trội của mình ha. Và nếu có bất kỳ câu hỏi gì liên quan tới cái việc mà bứt phá của cái khu vườn của mình đang bị suy hoặc là đang muốn cho nó vượt trội hơn nữa thì bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình để Quanh cùng với các anh chị có cơ hội được chia sẻ với bà con cái bí quyết này. Xin chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác chia sẻ tiếp tục về ổi ruby, về cách chăm sóc ổi ruby, bưởi ruby và các loại cây trồng khác nhé. Và nếu bà con có bất kỳ câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn gọi vào số hotline hiện trên màn hình để Quanh có cơ hội được đồng hành với bà con nhiều hơn nha. Còn bây giờ Quanh xin được phép chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.